Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình sổ tay truyền hình của Đài Việt Nam America trên băng tần 57.3. Trong phần vừa rồi, quý vị đã thưởng thức tiếng hát của anh Lê Quốc Tấn với ca khúc Từ Đó Khôn Nguôi của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Một nhạc sĩ mà ngay cả vấn đề mà giọng hát của ông là Trần Ngọc cũng mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc. Và có một cái điều mà anh Lê Quốc Tấn vừa nói với chúng tôi là ngày hôm qua thì anh chị đã đến Hoa Xoan bên Thềm Cũ, tiệm phở đặc biệt. Mà nếu chúng tôi không lầm thì tôi là cái người cũng góp ý với anh Tuấn Khanh là nếu anh mở tiệm phở, anh phải làm, phải cái tên của cái tiệm phở đó là Hoa Xoan bên Thềm Cũ. Cái này không biết là tôi có dẫm chân anh Tuấn Khanh hay không. Em chào anh Tuấn Khanh. Bây giờ trở lại, anh khi mà anh hát bài Từ Đó Khôn Nguôi đó thì cái cảm xúc và những kỷ niệm như thế nào? Thì thật ra là tôi với nhà tôi rất thích những nhạc êm dịu, và tôi lại biết đàn violon, thành từ những cái bài nhạc mà khó hát như là bài Từ Đó Khôn Nguôi chúng tôi rất thích. Mà không có ai hát để mà chúng tôi nghe mà thấy thích đó, thành thì tôi hát để cho chính vợ chồng chúng tôi nghe và một số những bạn nghe. Thế thì mới đây thì Lê Xuân Trường là cháu của tôi, hay là bạn rất thân với lại Tuấn Khanh, có làm cái bức tranh mà trên trong cái hiệu đó là cái bài nhạc Hoa Xoan bên Thềm Cũ đó. Thế thì khi tôi hát cái bài đó thì mới được biết rằng là Tuấn Khanh làm cái bài đó trong cái thời kỳ mà làm việc ở Đài Phát Thanh Sài Gòn và có người yêu là một cô Trưng Vương. Thế thì anh Tuấn Khanh nhìn thấy người yêu của mình mỗi lần đến, mỗi lần em về là gió lộng đường đi, anh nhìn em bồi hồi trông theo nhịp bước. Thế thì đó cũng là cái cảnh mà với tôi đã nói với lại anh Tuấn Khanh giống hệt như tôi với lại những mối tình của tôi với nhà tôi, thành ra tôi hát cái bài đó với cái cảm xúc giống hệt như là cảm xúc của anh Tuấn Khanh mà hôm qua chúng tôi nói nhau, chúng tôi hết sức là tâm đắc. Và vì vậy mà cái bài đó tôi hát anh Tuấn Khanh cũng rất thích. Thưa quý vị, tới khúc này cái chuyện phim nhiều tập đi vào những cái ngõ ngóc ngách, mà nếu mà tôi không biết là chạy trốn khỏi những ngõ ngóc ngách này thì tôi tan xác chưa hết. Thì các anh các chị cũng biết rằng là nhạc sĩ Tuấn Khanh, Trần Ngọc, và ông cũng là violinist. Cái thứ hai nữa, ông hát rồi ông sáng tác trong cái chương trình nhạc chủ đề của anh Nguyễn Đình Toàn, vân vân. Thành ra còn mấy cái bà Trưng Vương ấy tôi không dám nói nhiều. Bởi vì tôi khi làm tôi đàn nói tự do đó thì tới cái đường Nguyễn Bình Khiêm là tôi rẽ vào. Mà tôi vẫn nay đùa với mấy chị Trưng Vương là ở đó có mấy cái lỗ nhỏ gọi lỗ chó. Thì cái này không hỏi chị Ngọc Doãn là chị có chui qua chỗ đó hay không. Thì thưa quý vị, mà chị Ngọc Doãn lắc đầu rồi. Còn chúng tôi thì hay chọc như vậy. Thì Chu Văn An, Trưng Vương hay là Trường Tây, Trường, đặc biệt là Chu Văn An và Trưng Vương có những mối dây đặc biệt với nhau. Thành ra tôi vẫn hay hỏi là mấy chị Trưng Vương mà đi qua cái trường trường gì ở đầu dãy đó, cũng là đường Nguyễn Đình Khiêm, Võ Trường Toản. Và bởi vì đó là cái trường toán nhiều và kỹ thuật, thành ra hình như là Trưng Vương không có mê Võ Trường Toản mà chỉ có Chu Văn An mới mê Trưng Vương mà thôi, chứ tôi không nói là Trưng Vương không mê Chu Văn An. Thưa quý vị, những trí nhớ đó, cái bài hát của anh Lê Quốc Tấn làm cho chúng tôi bồi hồi xúc động. Khi ở trong tù chúng tôi cũng có một vài những ca khúc, nhưng mà tôi chỉ đặt lời thôi đó. Ngày đó tôi xa Sài Gòn, thành phố mến thương xa vời. Sài Gòn ơi, ta mơ một sớm yên vui khi trở về chỗ nào. Thành ra anh nghe làm chúng tôi cũng xúc động lắm. Nhưng bây giờ thế này,
trở lại với ông trùm YouTube, chúng tôi hỏi đùa như vậy, nhưng mà anh rất là say sưa. Đang có cơm ngon như vậy mà ăn được một vài miếng, gọi là mang cái đĩa đó đến cái bàn internet, thế có khổ không? Mà chị Minh Ngọc kỳ cười, cười cười thôi, cái là tôi quen lắm rồi này kia. Anh bây giờ trả lại một chút về những cái dự định của anh trong những ngày cuối năm sắp qua năm 2014, anh tính làm bao nhiêu playlist nữa? Dạ thưa anh Phạm Long và thưa quý thính giả, thì tôi làm YouTube thì tôi làm một mình, nhưng mà vì đam mê thì mình ráng làm sao cho nó hay. Thì một mình tôi mà tôi đã làm được tới 300 cái playlist. Thì mỗi một cái playlist cũng khoảng 20 bản nhạc, 30 bản nhạc, có những cái lên 50-60 bản nhạc. Thì 300 cái playlist đó cũng có thể tương đương với 300 cái DVD ở ngoài đời. Thì như vậy đủ chưa mà anh lại còn muốn tôi làm thêm nữa? Muốn tôi làm thêm nữa thì chị Minh Ngọc á, tôi không bà đổ tiếng ác cho chị, mà chị nói là ông mà đến đây mà ông dụ dỗ anh Trần Đăng Phùng mà làm nhiều quá là tôi chỉ cho anh nửa bát cháo lòng thôi. Chị Minh Ngọc cười. Bây giờ đã một chút về những cái gì mà tình cảm giữa chị Minh Ngọc và chị Ngọc Doãn thì chúng tôi đã nói rồi. Bây giờ trở lại với lại anh Lê Quốc Tấn về cái tình hình sáng tác đó. Thì hiện giờ anh có sáng tác được trong những ngày qua, có những sáng tác nào mới không? Thưa anh Phạm Long cùng quý thính khán giả, việc sáng tác của tôi thì tôi không có phải là đi lùng tìm để cách để sáng tác, mà cái sáng tác của tôi là có tính cách gần như là thời sự. Bởi vì tôi có làm cái chương trình nhạc chủ đề cho các đài phát thanh, thì trong đó có Radio Bonsa. Trong đó có Radio Bonsa, thì những cái gì xảy ra trong cái thời điểm mà tôi là tôi sáng tác liền cái đó. Thí dụ như ngày xưa có cái thời điểm của Trần Trường, tôi sáng tác cái bài Khi Xa Sài Gòn. Thời cái thời mà thầy Quảng Độ bị tù pháp nạn, thì là tôi sáng tác bài Gửi Mây. Thế còn tất cả các nhà văn, nhà thơ mà ra sách thì đưa cho Ngọc Doãn, và Ngọc Doãn tìm ra những bài thơ đưa tôi, thì tôi sáng tác ngay và được phát thanh ngay trên đài phát thanh ngay cái hôm ra mắt sách. Thì tôi sáng tác thì tôi không có đi lùng, nhưng mà tôi có một cái may mắn là tôi sáng tác rất nhanh, và tôi lại hát vào và tôi thu ngay, thành thử ra nó những cái bài đó mới nhất. Thí dụ như Hoàng Phong Linh tới ra mắt sách thì tôi sáng, nhà tôi chọn cho tôi một cái bài là Trời Sydney, hay lắm. Bên Úc Châu thì bên kia là mùa hè, thì bên này là mùa đông, bên này mùa đông, bên kia mùa hè. Thành thử ra cái bài mà Trời Sydney đó là cái lúc mà Hoàng Phong Linh ở tù. Yeah. Ở tù thì mới nhớ lại vợ con. Thì cái bài đó cũng rất là hay và cũng được nhiều người thích lắm. Còn Cung Trầm Tường thì đến với chúng tôi cũng rất là thân thiện. Và cái bài sáng tác đầu tiên của tôi cho Cung Trầm Tường khi mà đến San Jose để ra mắt sách là bài Tương Phản. Bài Tương Phản thật ra là cái bài đó đã được phổ nhạc bởi Phạm Duy, đó là bên Ni bên Nớ. Nhưng mà Ngọc Doãn khó nói, không, mình phải lấy đúng cái bài thơ, tên của bài thơ ra. Và chúng tôi là rất tôn trọng các nhà thơ, chúng tôi không đổi một chữ nào. Và không đổi ngược chữ một chữ nào. Bởi vì cái cách sáng tác của tôi là thế này. Trong một bài thơ đó, hay đó, thì trong đó nó có cầm kỳ thi họa trong đó rồi. Tôi lấy nhạc từ thơ ra, tôi viết thành nhạc, chứ tôi không có cho nốt nhạc vào các câu thơ. Thành thử ra nó đáp ứng được đúng những cái dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng của cái bài thơ. Và cái bài thơ đó nó dễ nghe. Và phần lớn các tác giả, nhà thơ đều thích cả. Vì vậy mà vẫn cứ đưa gửi thơ cho nhà tôi để nhà tôi, Ngọc Doãn tìm cho tôi phổ nhạc. Cảm ơn anh về cái khuynh hướng
Tức là không đổi chữ. Không đổi chữ. Và tôi lấy cái nhạc của thơ ra để tôi viết thành cái ca khúc. Vâng, bây giờ thì ở những giây phút cuối, tôi xin chị Ngọc Doãn đại diện cho cả bốn người và trong đó cả tôi nữa. Vâng. Có đôi lời với quý khán thính giả của chúng tôi và để chúc mừng năm mới sắp tới. Vâng. Ngọc Doãn xin đại diện tất cả các anh chị, anh Phạm Long, anh chị Trần Đăng Phùng và hai vợ chồng dĩ nhiên là Lê Quốc Tấn và Ngọc Doãn, là xin kính chúc tất cả các khán thính giả của đài Việt Nam America một năm mới là được vạn sự như ý. Việt Nam mùa năm người người năm xuống, Việt Nam mùa năm anh dũng đứng lên, Việt Nam mùa năm anh hùng cứu quốc, Việt Nam mùa năm sống mãi muôn đời, Việt Nam mùa năm đời đời tiếp nối, Việt Nam mùa năm anh dũng đứng lên, Việt Nam mùa năm anh hùng cứu quốc, Việt Nam mùa năm sống mãi muôn đời. Ta không quên những anh hùng dân tộc, vì nhân dân vệ dân hiến thân mình, vì tương lai ngày đi cuộc biển. Dẫu tan thây nhưng sống mãi muôn đời, sống mãi muôn đời. Việt Nam muôn năm đời đời tiếp nối, Việt Nam muôn năm anh dũng đứng lên, Việt Nam muôn năm anh hùng cứu.